Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, các cụ nhà ta đã dạy rồi, xe con thì phải hai đầu, đã đi Santa Fe thì máy dầu mà đi các bạn nhé. Đều có nguyên nhân, đều có lý do hết cả các bạn ạ. Tại sao là quý vị các bạn thích đi xe con là phải thích đi xe hai đầu, tức là xe sedan đấy các bạn nhé. Tại vì xe sedan nó sẽ dài hơn, đi đầm chắc hơn, và đặc biệt là nó an toàn hơn các bạn nhé. Nó dài hơn, nó sẽ an toàn hơn những chiếc xe hatchback. Đấy. Và đặc biệt nữa là đi san là phải máy dầu thì các bạn biết rồi đấy ạ. Những chiếc xe Santa Fe được thiết kế với khung gầm thân vỏ máy móc rất là chắc chắn và nặng. Đấy, cho nên là để kéo một cái khung gầm máy móc đó thì được trang bị với cái động cơ là từ 2.2 các bạn ạ. 2.2 nếu như ở máy xăng nó rất là tốn xăng, toàn trên 10 lít xăng các bạn nhé. Nhưng chiếc xe máy dầu thì chỉ có hơn 6 lít cho 100 km chạy ngoại thành. Còn nếu như chạy trong nội thành thì hơn 10 lít một chút. Còn nếu như tính trung bình chỉ khoảng hơn 8 lít dầu cho 100 km thôi các bạn ạ. Rất tiết kiệm nhiên liệu, cho nên là các cụ nhà ta đã dạy chúng ta là xe con thì phải hai đầu, đã đi san thì phải máy dầu mà đi các bạn nhé. Đấy, thì ngày hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu quý vị các bạn nhé. Hai cầu máy dầu. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị các bạn khi quý vị các bạn đến xem xe và mua chiếc xe này các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 639 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Santa Fe hai cầu máy dầu sản xuất năm 2015 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Santa Fe số tự động hai cầu máy dầu sản xuất năm 2015 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về phần nước sơn bên ngoài. Đấy, phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe 2015 này các bạn nhé. Tính ra thì cũng đã 9 năm sử dụng rồi, chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 8 vạn thôi. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Nhìn về phần nước sơn bên ngoài, phần thân vỏ bên ngoài đây các bạn này, rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Nước sơn zin của xe cũng còn rất là nhiều đấy ạ, còn tương đối nhiều các bạn nhé. Tất nhiên là những chỗ xước sát thì cũng đã sơn lại rồi các bạn ạ. Nhưng mà sơn zin của xe cũng còn rất là nhiều đây các bạn này. Đấy, và rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Thiết kế của Santa Fe những chiếc xe 9 năm về trước còn cũng còn rất là đẹp luôn các bạn này. Toàn bộ từ cái mặt ca lăng, lưới tản nhiệt, mặt ca lăng thì với thiết kế là 3 nan mạ chrome rất là khỏe các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì bản hai cầu máy dầu này là bản full option rồi, đầy đủ rồi các bạn nhé. Được trang bị đèn pha bi xenon rồi này, rửa đèn pha có hết luôn các bạn nhé. Đấy, và nhìn về cái phần ba đờ sốc trước của chiếc xe thì các bạn thấy đây ạ, rất là mới, rất là đẹp luôn. Toàn bộ từ cụm đèn pha này cũng chưa có bị xước sát, hay là chưa có bị đâm đụng, hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn ạ. Đấy, từ rửa đèn pha này, mặt ca lăng này đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Đây là cái cụm đèn pha này, bên dưới thì có rửa đèn pha rồi, đèn gầm, đèn led ban ngày đầy đủ hết luôn quý vị các bạn nhé. Là răng đúc, mặt phay đều rất là đẹp luôn, có cả bậc cửa rồi. Xi nhan tích hợp trên gương, gương chiếu hậu thì gập điện, khóa thông minh các bạn nhé. Option thì của những chiếc xe này thì gần như là đầy đủ hết rồi bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Và đây là cái phần ba đờ sốc sau của chiếc xe các bạn nhé. Phiên bản này thì được trang bị với động cơ diesel, tức là máy dầu đấy ạ. CRDI 4VKD, tức là hai cầu này. Đấy. Xe cũng đã được trang bị là màn hình, camera lùi này, cảm biến lùi đầy đủ rồi các bạn nhé. Cụm đèn hậu thì chưa có bị xước sát gì cả này, chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Đây là cái cụm đèn hậu này. Đấy. Đuôi gió, đèn phanh trên cao đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Đã có đầy đủ option rồi. Đấy, và về cái phần gầm của chiếc xe đây các bạn này, gầm cũng rất là đẹp luôn các bạn nhé. Chiếc xe này thì
Mấy hôm vừa rồi nó mưa gió quá, chúng tôi chưa có dọn dẹp được cái phần gầm đâu. Nhưng nó còn rất đẹp đấy các bạn này. Chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Tất cả đều rất là mới, rất là đẹp. Phần sườn bên phụ các bạn xem đây ạ. Đấy, phần sườn bên phụ rất là phẳng luôn. Đấy, thời tiết hôm nay thì nó hơi nắng một chút. Và tôi quay vào cái lúc này thì nó toàn có bóng cây thôi. Nhìn nó cũng không được chuẩn xác đâu các bạn nhé. Quý vị các bạn nào mà đang có nhu cầu thì mời quý vị các bạn qua cửa hàng chúng tôi để được xem trực tiếp về chiếc xe này các bạn nhé. Đấy, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa rồi này. Dàn lốp cũng còn rất là mới đây các bạn nhé, rất là đẹp này. Toàn bộ về phần ngoại thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất bên trong của chiếc xe. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này là nguyên zin các bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên zin này. Táp bi cánh cửa này rất đẹp luôn, toàn bộ từ táp bi cho đến vô lăng này. Đấy, táp lô. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ lên xe, tôi sẽ mở cái cửa nóc ra để quay cái nội thất bên trong thì nó mới thoáng nhé. Đấy, tôi đã nổ máy lên này. Đấy, máy dầu, nhưng mà máy dầu của Santa Fe nói riêng và máy dầu của Hyundai nói chung là đều rất êm luôn các bạn nhé. Đấy, đồng hồ công tơ mét này, 8.6 km các bạn nhé. Đấy, đồng hồ công tơ mét là 8.6 này, rất là đẹp luôn này. Đấy, nội thất ghế da cao cấp nguyên bản đây các bạn nhé, và ghế đã chỉnh điện rồi này. Đấy, tất cả đều rất đẹp đây, những cái nút này điều khiển này, chế độ lóc cầu này. Đấy, hai cầu, chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu này. Đấy, và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý bạn cùng xem này. Cánh cửa phía sau từ keo chỉ còn nguyên zin này. Đấy, tắp đi cánh cửa nguyên zin. Đấy, bước vào nội thất bên trong đều rất đẹp luôn mà nhé. Tôi sẽ cho nhỏ cái đang mở FM, tôi mở cái cho nó nhỏ đi một chút để tôi giới thiệu cho các bạn nhé. Đấy, màn hình thì nguyên bản của xe thì đã có GPS rồi. Đấy, bây giờ tôi ngồi lên xe rồi các bạn nhé. Với những chiếc xe Hyundai Santa Fe ở cái phân khúc SUV hạng D, nó rất là rộng các bạn ạ. Ngồi đằng sau này cũng rất là thoải mái này. Đấy, thì toàn bộ tôi giới thiệu đây các bạn ạ. Đồng hồ công tơ mét là hơn 8 vạn này. Vô lăng rất đẹp luôn mà nhá. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Kiểm soát hành trình, ga tự động hay là còn gọi là cruise control. Option của chiếc xe này rất là nhiều, cho nên là nhìn những cái phím điều khiển ở trên vô lăng này cũng rất là nhiều các bạn nhá. Đấy, và khóa thông minh, đề nổ start stop này, điều hòa tự động này. Đấy, điều hòa tự động luôn các bạn nhá. Điều hòa này là điều hòa tự động hai vùng độc lập. Màn hình xịn theo xe này, đã có GPS này, bản đồ dẫn đường các bạn nhá. Đấy, gương chiếu hậu chống chói này. Đấy, và đặc biệt cửa sổ nóc to. Đấy, toàn cảnh luôn bạn này, ra đến tận đằng sau này. Đấy, cửa sổ nóc toàn cảnh luôn bạn nhé, rất là đẹp luôn này. Và các bạn xem này, ngồi đằng sau này rất là thoáng luôn quý vị các bạn nhé. Tất cả từ táp bi cho đến táp lô, đấy, vô lăng, cần số tay phanh đều rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị bạn cùng xem. Đây là khóa thông minh này, cốp sau mở bằng khóa luôn này. Đấy, cốp điện luôn các bạn nhá. Đấy, tôi đã mở cái cốp sau này lên rồi các bạn ạ. Đấy, cốp sau thì tất nhiên là tôi mở này nó chưa được lên cao, tại vì là từ nãy là tôi đang mở ở chế độ thấp. Đấy, và tất cả này còn nguyên zin luôn bạn này. Từ ốc cốp sau này là nguyên zin hết luôn này. Đấy, chưa có vết tháo nhá. Đến keo chỉ cốp sau. Keo chỉ cốp sau này cũng còn nguyên zin luôn bạn này. Chưa có một cái vết tháo nào, chưa có bị đâm va gì từ cái cốp sau này các bạn nhé. Đấy, cốp điện đây. Các bạn xem ạ, một chiếc xe rất đẹp. Và cốp đằng sau này thì đằng sau này thì cũng rất là mới luôn các bạn nhé. Hàng ghế sau này thì ngồi ít hơn, cho nên là đều rất là mới này. Nhìn về những cái phần nỉ trần đều rất đẹp đây các bạn này. Nỉ trần này, cửa nóc này. Đấy, tất cả đều rất là mới luôn các bạn nhé. Cửa dàn điều hòa thứ ba đây ạ. Dàn điều hòa sau đây các bạn này. Phiên bản này có cả dàn điều hòa sau rồi các bạn nhé. Đấy, dàn điều hòa sau này. Đấy, những cái phụ tùng kích kiếp của xe đây, lốp sơ cua thì ở bên dưới các bạn nhé. Đấy, hàng ghế sau này, với những chiếc xe 7 chỗ ngồi thì thường là người ta sẽ không ngồi hết đâu các bạn ạ. Hàng ghế sau này người ta sẽ gập lại thì sẽ được cái khoang cốp sau rất là rộng luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, những chiếc xe San này thì đa số là người ta cũng không hay ngồi hết 7 chỗ. Đấy, và cốp điện này, tôi sẽ đóng cái cốp này lại này. Đấy, đấy, đã làm cốp rồi. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên phụ này, toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này. Đấy, keo chỉ cánh cửa là nguyên zin luôn các bạn nhé.
đấy, keo chỉ nguyên zin này, tappy rất là mới, rất là đẹp luôn đấy. Và cái tappy này thì cánh cửa sau này đều có rèm này các bạn này, đấy cửa sau nhé, hai cánh sau đều có rèm che nắng này, đấy đều có rèm che nắng rồi các bạn nhé. Đấy, và nội thất phía sau thì rất đẹp đấy các bạn xem này, toàn bộ từ cái mặt ghế này các bạn xem này, ghế da, bộ ghế da này là cao cấp nguyên bản theo xe các bạn nhé, chưa có làm lại đâu đấy, còn nguyên zin này, tất cả là còn nguyên zin luôn các bạn nhé. Đấy, cửa sổ nóc đây các bạn xem này, mở cửa là toàn cảnh panorama đằng sau này, đấy, đằng trước thì mở hẳn, đằng sau thì panorama đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Cánh cửa phía trước bên phụ cũng là khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đấy, tất cả là còn nguyên zin luôn bạn nhá, từ keo chỉ cánh cửa là nguyên zin này. Đấy, keo chỉ cánh cửa là nguyên zin hết luôn bạn nhá. Đấy, tappy cánh cửa đây, toàn bộ từ tappy cho đến taplo đều rất là mới như này đây các bạn nhá. Tappy đến taplo, vô lăng cần số. Đây, vô lăng cần số này. Đấy, và đặc biệt ở chiếc xe này thì bạn thấy đấy, option nó vừa rồi tôi chưa giới thiệu hết này, phanh tay điện tử này và sấy ghế nhá, hàng ghế trước có sấy ghế các bạn xem này. Đấy, với những chiếc xe của Hàn thì option rất là nhiều các bạn nhé. Đấy, phanh tay điện tử rồi, sấy ghế rồi, điều hòa tự động hai vùng, đấy option rất là nhiều luôn các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp đây, toàn bộ từ nỉ trần này, cửa nóc này, nội thất ghế da này đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe SUV hạng D cao cấp của Hàn các bạn nhé. Với những chiếc xe này có thể gọi là xe cao cấp của Hàn rồi, cho nên là option thì tương đối là nhiều các bạn nhé. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe Hyundai Santa Fe đấy ạ. Đấy, nó hơi bóng một chút, không biết là quý vị và các bạn có nhìn thấy không. Đấy, hôm nay tôi để thời tiết này thì tôi quay ở cái hướng này thì nó cũng hơi bóng này. Đấy, chỉ 8,2 lít. Đây, 8,2 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như trong đô thị thì 10,5 lít các bạn nhé. Đây là trong đô thị này. Còn nếu như ngoài đô thị chỉ có 6,9 lít thôi các bạn ạ. Đấy, 6,9 lít dầu cho 100 km quãng đường trong khu đô thị các bạn nhé. Phải nói là cái mức tiêu thụ rất là khiêm tốn, điều này mà rất là nhiều người thích và quan tâm ở chiếc xe Hyundai Santa Fe này đấy các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Santa Fe 2015 này là một cái khối động cơ diesel CRD với dung tích 2.2 lít các bạn nhé, tức là máy dầu đấy các bạn ạ, động cơ diesel. Và ở cái động cơ này chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị các bạn là tất cả là nó còn nguyên bản đây này, nguyên bản từ ốc chân máy này, lăn bánh mới hơn 8 vạn thôi. Tôi sẽ mở cái nắp cái máy này ra cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Đấy, động cơ nguyên bản luôn này, tất cả những con ốc là đều nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là động cơ nguyên bản này, không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì cả các bạn nhé. Đấy, và động cơ diesel thì nó có hệ thống turbo của đấy, là máy dầu là nó có turbo luôn các bạn nhé. Đấy, và hoạt động rất là tốt và hoàn hảo luôn các bạn nhé. Một chiếc xe rất là đẹp đây. Từ ốc chân máy, ốc cabo, đây là ốc cabo còn nguyên zin này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên zin luôn bạn nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên zin luôn này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, cũng như là không có bị ngập nước đâu các bạn nhé. Đấy, ốc cabo là còn nguyên zin này, chưa tháo các bạn nhé. Nguyên zin hết luôn này. À, từ chân cabo này cũng còn nguyên zin luôn bạn nhé. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu. Và ở cái khoang động cơ này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi một chút rồi. Đấy, cơ bản là cũng chỉ dọn qua thôi các bạn nhé. Dọn qua thôi, chứ còn bên dưới này các bạn xem đây ạ. Cũng chúng tôi chỉ dọn qua bên trên này thôi. Đấy, rất là đẹp luôn bạn ạ. Một cái động cơ này là từ 2015, tính ra là 9 năm sử dụng rồi, với hơn 8 vạn km. Rất là đẹp luôn bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Thì một chiếc xe rất là đẹp như vậy đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Santa Fe 2015 phiên bản máy dầu 2 cầu quý bạn nhé. Đăng ký tên tư nhân, chiếc xe thì cũng đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 639 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Santa Fe 2015 máy dầu 2 cầu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Santa Fe 2015 này các bạn nhé.
Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.